Hàng về buổi trưa nha anh em ơi. Hàng về buổi trưa. Hàng mới tiễn đi chưa kịp khô sẵn là bắt đầu hàng về tiếp nha anh em. Để phép báo tầm chậm nha anh em ơi. Cái này anh Phan Trâm. Anh Phan Trâm màu xanh ngọc. À. Đây có cái ống tiêu mà quẹo quẹo này là đây cuối cùng rồi. 26. Chắc ở tầm đó. 31.000. Neo. Neo đĩa. Diêm lùng. Ách da. À nè ách da. Khu 1. Rồ gian. Rồ gian thể quan nha. Xì bo một cần nha anh em, mua về cà phê chơi. Đó, anh em thấy không? Nó không có bị vàng nha. Quen 110 dọn. Cấp bị thái à, bị thái đời này phê à, đời 16. Đẹp chưa? Rồi RS. RS 100 nha anh em. Đẹp quá. Nhớ nhắc lấy cái bẩn ra sao, chừng quên bẩn ra. Ở đẳng ở trên cái kệ mình có bẩn cũ cũ không, lấy cho nó đẹp màu trời. Chứ cái kệ. Hả? Không nói là ghế mà tự rô gian nha, tím mộng mơ. Khu 1. Chà này cái máy khủng lắm à. Rồi anh em quan tâm xe cộ nào thì alo nhé, xin cảm ơn.